và phi thuyền không gian Juno của NASA thám hiểm Mộc Tinh. Thưa quý vị, phi thuyền không gian Juno của cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA cũng đã thực hiện một cái hành trình bay ngang địa cầu chừng 300 dặm trong cái tháng qua, và sau đó thì sẽ thẳng hướng bay tới Mộc Tinh cho cái sứ mệnh khám phá hành tinh bí ẩn này. Nhờ vô cái lực hấp dẫn trong cái hành trình gần địa cầu thì của tàu Juno thì được phóng vô không gian từ hồi năm 2018 thì sẽ đạt được cái tốc độ là hơn 100.000 dặm một giờ và trở thành cái vật thể nhân tạo bay nhanh nhất trong không gian theo cái dữ liệu đến từ RIA Novosti. Và thưa quý vị, khi mà đến với Mộc Tinh thì phi thuyền không gian Juno sẽ bay quanh cái quỹ đạo của cái hành tinh khổng lồ này tổng cộng là 33 lần để tìm hiểu là về vấn đề như là từ trường và biết xem là có nước trên Mộc Tinh hay không, và cả cái việc là những cái câu trả lời về nguồn gốc hình thành của Mộc Tinh. Được biết là chương trình du thuyền không gian Juno hiện nay là trị giá khoảng là 1.1 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ sẽ đưa cái tàu thăm dò năng lượng mặt trời này tới nghiên cứu về Mộc Tinh trong khoảng thời gian ngắn nhất từ trước tới nay. Được biết là trước Juno thì cũng đã có rất là nhiều những cái du thuyền không gian khác cũng đã bay ngang qua hoặc tới quỹ đạo của sao Mộc và gửi về địa cầu nhiều hình ảnh, dữ liệu về hành tinh này. Trong đó có cả cái tàu mà Galileo của NASA tới quỹ đạo sao Mộc vào năm 1995 và kết thúc cái nhiệm vụ của nó sau khi mà lao vô hành tinh lớn nhất hệ mặt trời vào năm 2003. Và thưa quý vị, hành trình lần này của phi thuyền không gian Juno cũng là cái sứ mệnh thứ nhì trong chương trình có tên gọi là New Frontiers của NASA. Và trong cái sứ mệnh trước đó thì du thuyền không gian New Horizons đã được phóng vô vũ trụ vào năm 2006 để tới khám phá sao Diêm Vương, và dự trù thì sẽ tới cái tinh cầu này vào trong cuối năm nay, năm 2019. Và nếu chúng tôi biết được thêm những cái tin tức này vào cuối năm nay thì Linh Nga sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.